Ok các bạn ơi, coi tôi giống như homeless không? Đang ở Walmart nè, bây giờ 12 giờ khuya rồi. Hay là khuya nhưng mà tôi vẫn đang ở Walmart tại tôi đi mua. Cái tay của tôi nó bị thương nè. Nó bị infection, nó bị lở loét đó, nó bị viêm cho nên phải đi mua cái Neurosporin để xịt cho nó khử trùng á. Giống như Việt Nam mình là thuốc đỏ đó. Nhưng mà cái này là để cho làm neo được á, khỏi phải bị viêm nhiễm trùng chứ cứ rửa bồn hoài cái nó hư. Và ngoài ra tôi lại mua nhiều cái thứ neo supply nữa. Làm thì đến 9 giờ mới về. 9 giờ khuya về xong rồi đang giặt giũ xong thì đang sấy đó thì bây giờ tôi đi ra đây tôi mua đồ nè. Lát nữa về, bây giờ 12 giờ mấy về nhà là 1 giờ ngủ. Ngủ thì mai dậy có 9 giờ có cuộc hẹn đó các bạn. Coi đồ để mua thêm nữa nè. Không biết mua gì hết. Có nhiều thứ đồ đòi muốn mua quá. Ok, thôi. Bye bye nha. Bye bye.